5 nguyên nhân gây bệnh đường ruột và cách khắc phục. Cuộc sống hiện đại, thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng ta đang trở thành nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh đường ruột. Các bệnh như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, táo bón và tiểu đường thường xảy ra do thói quen xấu trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Ăn nhanh vội vã. Ăn nhanh đang là một thói quen xấu phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt đối với các chị em làm trong dịch vụ như nail, hair, beauty care hay những nơi công sở không có nhiều thời gian. Khi ăn nhanh, chúng ta không nhai thức ăn đầy đủ, dẫn đến việc nuốt chửng thức ăn chưa được tiêu hóa kỹ, khiến đường ruột của chúng ta phải làm việc hết sức để tiêu hóa thức ăn. Điều này dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như táo bón, đầy hơi và đau bụng. Để khắc phục các vấn đề này, mọi người hãy nên ăn chậm hơn, nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt xuống. Fast food, đồ ăn nhanh như pizza, hamburger và đồ ăn chiên rán thường có chứa rất nhiều chất béo và đường, nên quá nhiều fast food sẽ dẫn đến cân nặng tăng lên, gây nguy hiểm đến sức khỏe. Ngoài ra, fast food cũng không có chất xơ và vitamin cần thiết cho đường ruột. Thay vào đó, chúng ta nên ăn những thực phẩm tươi sống, đầy đủ dinh dưỡng và giàu chất xơ như đậu xanh và hoa quả. Thiếu chất xơ. Chất xơ là một yếu tố rất quan trọng trong chế độ ăn uống để giúp duy trì sức khỏe của đường ruột. Thiếu chất xơ có thể dẫn đến táo bón, đầy hơi và đau bụng. Thực phẩm giàu chất xơ bao gồm các loại rau xanh, quả hạt, lúa mì nguyên cám và các loại ngũ cốc. Ít uống nước. Uống nước có thể dẫn đến khô hạn đường ruột và táo bón. Việc uống đủ nước cũng giúp duy trì sự linh hoạt của đường ruột và ngăn ngừa việc bị nhiễm trùng đường ruột. Các chị em nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày và hạn chế sử dụng nước ngọt hay những cái thức uống có ga nha. Ít vận động. Việc thiếu vận động làm chậm lại quá trình tiêu hóa và dẫn đến việc bị táo bón. Ngoài ra, việc ít vận động cũng dẫn đến tăng cân và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao. Để khắc phục các vấn đề này, các chị em có thể tập các môn thể dục nhẹ nhàng và linh hoạt thời gian như đi bộ hoặc tập yoga để giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Các nguyên nhân trên đa phần thường bị bỏ qua vì cuộc sống bận rộn, ưu tiên cho công việc, ưu tiên cho khách hàng, ưu tiên cho kinh tế. Nên để khắc phục phần nào, các chị có thể sử dụng hàng ngày các loại thực phẩm như ngũ cốc lên men hoặc thạch trái cây Ellie Jelly bên Thùy Nhung Shop để bổ sung các enzyme, chất xơ, vitamin và các loại khoáng chất từ những loại trái cây có tác dụng khỏe cho đường ruột và hệ tiêu hóa nhé. Hãy sống vui, sống khỏe bằng cách thay đổi các thói quen ăn uống hàng ngày của chúng ta từ hôm nay nhé.